chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Và ngày hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú chó. Và để tạo được hình một chú chó, chúng ta cần có 3 quả bóng màu vàng, 1 quả bóng màu trắng và 1 quả bóng màu đen. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi một quả bóng màu vàng lên, khoảng nửa quả bóng. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ tạo một quả nho, một quả nho khoảng một ngón rưỡi như thế này các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta tạo một vòng tròn nhỏ khoảng 3 ngón tay. Một vòng tròn 3 ngón tay tương tự để chúng ta làm cái má của con chó. Đây, cái má này cân đối nhé các bạn. Tiếp theo ta tạo một vòng tròn lớn hơn cái má chút xíu là 4 ngón tay. Ở đây chúng ta tạo hai đoạn khoảng 3 ngón tay. Hai đoạn bằng nhau. Xuống dưới này. Tiếp theo, ta thổi quả bóng màu trắng lên. Quả bóng màu trắng chúng ta cũng thổi khoảng nửa quả bóng. Quả màu trắng, ta sẽ cột vào đây. Khoảng 4 ngón tay thì chút xíu ta sẽ làm mắt của con chó. Một quả ở đây cũng khoảng 4 ngón tay màu vàng. Chúng ta vẫn làm với nhau. Ta sẽ tạo một cái khóa màu vàng ở đây. Khóa màu vàng là khoảng 2 ngón tay. Một đoạn màu trắng, hai đoạn bằng nhau các bạn nhé. Màu vàng tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại chút xíu nhé. Cái này để làm cái mũi nên chúng ta chỉnh ra ở đây. Cái này, cái vòng tròn lớn chúng ta sẽ chỉnh vô bên dưới cái mũi này là làm cái hàm dưới. Đây, cái má ta chỉnh qua một bên. Bên này cũng là một cái má chỉnh qua một bên. Cái màu trắng này chúng ta làm cái bụng. Màu vàng này chúng ta sẽ làm cái lưng. Rồi. Bây giờ của màu vàng chúng ta làm một đoạn khoảng 7 ngón tay.
trắng này. Chúng ta làm dài hơn một chút xíu để ta làm cái bột. Rồi ta bắn chung lại với nhau nhé. Đấy, ta làm hai cái khóa. Mỗi cái khóa khoảng tầm 2 ngón tay. Một. Tiếp theo ta thổi quả bóng màu vàng lên. Cũng thổi nửa quả thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái chân sau của con chó. Ta bằng một bằng khoảng 3 ngón tay. Ta tạo một vòng tròn khoảng tầm 4 ngón tay. 5 ngón tay thôi. 5 ngón tay thôi. 5 ngón tay. Ở đây một khóa khoảng 2 ngón tay. Tiếp theo đoạn này ta làm một đoạn khoảng tầm 3 ngón tay. Tạo một khóa 2 ngón tay. Quá lại. Đấy, ta nhét vô. Cái này giống như làm cái đùi của con khủng long ở video trước các bạn nhé. Nhét vô. Ta làm một đoạn khoảng 4 ngón tay. Tiếp theo ta làm một khóa khoảng 2 ngón tay. Quá lại. Ta vặn một đoạn 3 ngón tay. Tiếp theo ta tạo một vòng tròn 5 ngón tay. Và đây chúng ta cũng tạo một khóa 2 ngón tay. Tương tự cái này ta cũng nhét vào đây. Lần này 3 ngón tay. Phần dương này ta ngắt nhé. Cột lại. Cái đùi sau của con chó đã xong. Và ta luồn nó vô đây. Một cái bụng. Quả bóng màu trắng ta làm một đoạn khoảng tầm 3 ngón tay. Một đoạn 3 ngón tay. Quấn vô cái khóa này. Ở đây 4 ngón tay. Quấn vô đây. Đây 3 ngón tay. Cuốn vô hai khóa này. Hơi dư chúng ta ngắt gọn. Cái này chúng ta để làm cái đuôi. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu vàng cuối cùng lên để chúng ta làm hai chân trước. Quả bóng màu vàng chúng ta cũng thổi khoảng nửa quả bóng.
Bây giờ chúng ta sẽ làm 3 cái khóa ở đây. 3 cái khóa để làm 3 cái móng chân. Đó. Mỗi cái khóa tầm 2 ngón tay. Khóa này chúng ta làm càng bẹp càng giống các bạn nhé. Bóp mạnh bắn thì nó sẽ đẹp. Ok, chúng ta bóp cho nó mềm. Lấy cái này ta cột vào đây. Ta cuốn vô đây sao cho nó cân đối. Đến cái tay này, đến điểm giữa cái tay này. Rồi. Đây. Ở đây chúng ta sẽ làm hai khóa nhỏ. Một và một ngón tay. Một khóa. Hai khóa. Ở đây ta đo cho bằng cái chân bên này. Ta vuốt cho nó mềm cái này. Bằng nhau. Và làm ba cái móng chân bằng ba cái khóa nhỏ. Một, hai, ba. Đến đây chúng ta dùng cái tay bóng này ở đây, ta cột vô hai khóa nhỏ này. Rồi chúng ta còn một quả bóng màu đen. Thổi lên khoảng nửa quả thôi. Cân đối tương tự, một đoạn ba ngón tay bẻ chậm, đoạn bên này khoảng bốn ngón tay, cắt dư chút xíu để tay dễ cột nha. Con này cố gắng giữ để chút xíu làm cái mũi. Tiếp theo chúng ta cột lại để cái mũi nó tròn. Đây.
đây ta ngắt để có một đoạn dư dây ta cột cái mũi ta cột vào đây ta luồn cái này vào dưới lên rồi ta vòng một vòng xong ta cột ta đằng sau. Dấu đi nha, dấu cái dây màu đen đi à. Chúng ta đã hoàn thành chú chó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mặt cho chú chó nha. Chú chó chú chó này có cái râu ở đây, một cái râu, hai cái râu, ba cái râu, bên này một râu, hai râu, ba cái râu. Chúng ta đã hoàn thành cái chú chó, chúng ta đã hoàn thành chú chó và chúng ta làm thêm cái lưỡi của chú chó các bạn nhé. Chúng ta lấy màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Mình sẽ lấy cái vỏ bóng màu cam này chúng để làm cái lưỡi các bạn nhé. Hồi nhỏ thôi, cỡ một trái nho. Rồi, ta làm một trái nho cái này, hai ngón tay xoắn lại. Rồi cái lưỡi của con chó là chú có mang là cái này thôi nha, đơn giản thôi, nhét vô. Đây là chú chó. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Hãy like, share, subscribe kênh của chú hề ST để nhận được những video mới nhất các bạn nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.